Ngày 18 tháng 7, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Đà Lạt cho biết đang xác minh vụ việc liên quan đến một video clip xuất hiện trên mạng xã hội. Trong clip này, một cò mứt tại Đà Lạt liên tục chửi bới và có hành động tục tĩu thóa mạ hướng dẫn viên. Xác minh ban đầu, ngày 17 tháng 7, anh Phan Nguyễn Duy Anh, hướng dẫn viên du lịch, phụ trách một xe 45 chỗ đưa khách lên tham quan tại đồi Robin, khu du lịch Cáp Treo, phường 3, thành phố Đà Lạt. Tại đây, hướng dẫn viên Duy Anh gặp Thái Hữu Thanh, tự Thanh Dance, 36 tuổi. Xác minh ban đầu cho thấy Thanh muốn lên xe do anh Duy Anh làm hướng dẫn viên để mời khách mua đặc sản, mứt tại cơ sở kinh doanh đặc sản nhưng anh Duy Anh không đồng ý. Hai bên sau đó cự cãi qua lại, Thanh thường xuyên dùng lời nói cũng như hành động tục tĩu ở khu vực công cộng và khiêu khích nhóm hướng dẫn viên có mặt tại đó. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Thanh đen thừa nhận có hành vi tranh giành khách du lịch không đúng theo quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cho biết sẽ làm rõ toàn bộ nội dung liên quan. Dù đúng dù sai thì đây cũng là một sự việc làm xấu hình ảnh du lịch Đà Lạt. Đặc biệt, cò mứt là tình trạng nhức nhối mà tỉnh Lâm Đồng đã dẹp yên trong mấy năm qua, đến nay lại trỗi lên khiến du khách lo lắng.